Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hacom, mình là Phương Nora. Các bạn thân mến, trong một khoảng thời gian gần đây thì những nhu cầu về laptop gaming đang ngày càng cao, đề cao về cái hiệu năng cũng như là cấu hình của chiếc máy, mà có lẽ là chúng ta dường như đã quên đi mất cái bản chất cơ bản của một chiếc laptop, đó chính là thể hiện được sự tiện lợi, có thể giúp người dùng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ muốn nói đến một chiếc laptop của hãng Gigabyte, một trong những hãng cũng đã rất là thành công với những chiếc laptop gaming như là G5 này hay là Aero 15 OLED này. Và mới đây thì trong tháng 11, hãng đã cho ra mắt một chiếc laptop văn phòng cực kỳ mỏng nhẹ và vẫn có thể đáp ứng được những cái nhu cầu giải trí khá là nhẹ và cơ bản của các bạn, đó chính là Gigabyte U4. Đầu tiên thì mình phải nói đến cái yếu tố mà quan trọng nhất và đáng chú ý nhất của chiếc Gigabyte U4 này, đó chính là một thiết kế cực kỳ nhỏ gọn và mỏng nhẹ, 14 inch với trọng lượng chưa đến 1kg, đó là 990g. Cầm mình có thể hoàn toàn cầm chiếc máy này vào một tay như thế này. Đó, và độ dày của em nó sẽ là 16,5mm, nghĩa là 1,65cm, mỏng nhẹ hơn rất là nhiều những chiếc laptop gaming nhầm hố hay thậm chí là những chiếc laptop văn phòng bình thường. Và chiếc laptop này sẽ thuộc dòng notebook nhé. Chiếc Gigabyte U4 này thì sẽ có hai phiên bản cấu hình, đó là i5 hoặc là i7, đều là CPU thế hệ thứ 11 của Intel cả. Và phiên bản trên màn mình đây sẽ là i7-1195G7. Khoan, G thì theo như anh Quảng nói có phải là một dòng gaming không nhỉ? Nhưng mà mình nhận được thông tin đây là một chiếc máy văn phòng cơ mà. Chẳng lẽ gaming bây giờ đã đạt đến trình độ đó là làm một chiếc máy siêu mỏng, siêu nhẹ như thế này rồi sao? Wow, thật là đỉnh cao. Nói đùa một chút thôi, nhưng mà G mà anh Quảng nói đến sẽ là G ở trên điện thoại. Còn G của các dòng laptop, nhất là những thế hệ của Intel như thế này, thì nó sẽ tương đương với là chip U, có nghĩa là nó sẽ có khả năng tiết kiệm điện năng cho các bạn. Một chiếc máy vừa mỏng nhẹ vừa tiết kiệm điện năng. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ có RAM 16GB chạy đua 2 thanh 8GB. Và chiếc RAM này sẽ không có khả năng mở rộng, chỉ có khả năng cho bạn nâng cấp lên những cái thanh RAM khác dung lượng lớn hơn thôi. Và bộ nhớ thì sẽ là 512GB SSD. Bộ nhớ thì chúng ta có khả năng mở rộng và nâng cấp luôn, đó chính là còn một khe NVMe PCIe hoặc là SATA Gen 3 nữa. Còn cái khe mà đang được cắm 512GB SSD này thì nó sẽ là khe PCIe Gen 4 rồi. Chắc chắn là các bạn cũng sẽ đặt ra một câu hỏi là với một con CPU tương đối là mạnh, đó là i7-1195G7, thì ngoài cái việc đáp ứng những cái nhu cầu văn phòng giải trí cơ bản như là lướt web, xem YouTube, thì em nó sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu chơi game hay không? Câu trả lời thì mình vẫn sẽ trả lời với các bạn là có, nhưng mà tựa game ở đây các bạn nên cực kỳ lưu ý, đó là những tựa game eSports cực kỳ nhẹ nhàng, ví dụ như là Liên Minh Huyền Thoại này, Dota 2 hay là FIFA Online 4 mà thôi. Và đây, khi mà mình test trực tiếp trên các tựa game, ví dụ đầu tiên đó chính là CSGO, thì các bạn có thể thấy là FPS cũng không phải là mức quá thấp. Nó sẽ dao động từ 30 cho đến 45. Những lúc mà các bạn bắn, các bạn combat thì nó sẽ rơi xuống khoảng 30. Còn lúc mà bình thường các bạn lót cảnh thì nó cũng lên được 45 FPS. Thì mình thấy với mức FPS như thế này thì các bạn có thể chơi được ở mức setting chắc chắn là lâu rồi. Và nhiệt độ trung bình khi mà các bạn chơi tựa game CSGO này thì nó sẽ rơi vào khoảng 75 độ C. Sẽ không phải là mát lắm đâu, tương đối là nóng đấy. Tiếp theo nữa thì mình có test thêm ở những tựa game nó nhẹ nhàng hơn, đó là Liên Minh Huyền Thoại. Thì khi mà test với Liên Minh Huyền Thoại thì chúng ta có thể thấy đó FPS nó cao hơn rất là nhiều. Thì FPS nó sẽ dao động từ khoảng 125 cho đến 130. Khi combat thì chúng ta sẽ bị drop xuống khoảng 120 mấy. Đó. Thì mình thấy mức FPS này tương đối ổn để cho các bạn chơi những cái tựa game nhẹ nhàng như thế này. CPU thì mức nhiệt độ nó cũng xem như là CSGO, nó cũng dao động khoảng 72-75%. Và một lưu ý chắc chắn là khi tất cả các bạn chơi game thì chúng ta hãy tắt toàn bộ những cái tác vụ khác đi. Bởi vì là với chiếc card đồ họa này để mà chơi được game thì có lẽ là chúng ta sẽ chỉ dành 100% nó cho game mà thôi, chứ không thể sử dụng nó để có thể lót thêm bất kỳ một cái tác vụ nào nữa để chúng ta có thể có được một cái trải nghiệm chơi game mượt mà. Toàn bộ cái lớp vỏ của chiếc máy này sẽ là một hợp kim nhôm nhựa, có nghĩa là vừa đảm bảo được cái độ cao cấp, độ bền bỉ và cũng vẫn đảm bảo được cái độ nhẹ. Chứ nếu mà hợp kim nhôm maze thì có lẽ là nó sẽ khó đạt được cái cân nặng như là mình đã giới thiệu vừa nãy là 990g. Và với cái hộp kim nhôm nhựa như thế này thì mặc dù cái phần màn hình chúng ta sẽ vẫn bị flake một chút chắc chắn rồi, bởi vì nó rất là mỏng mà, nhưng mà cái phần bàn phím này gần như không có hiện tượng flake cho các bạn luôn, rất chắc chắn. Và khi mà chúng ta làm nhiều cái tác vụ Word, Excel, PowerPoint vân vân, chúng ta sử dụng khá là nhiều bàn phím thì nó cũng sẽ không gây cảm giác khó chịu khi mà chúng ta làm việc. Và lúc nào cũng thế, trong video nào mà mình review những thứ mỏng nhẹ thì luôn luôn cái điểm mâu thuẫn với mỏng nhẹ nhỏ gọn đó chính là cái khả năng tản nhiệt.
chúng ta phải nhường bớt diện tích cho cái phần tản nhiệt đi rồi. Thế nên là các bạn cũng sẽ rất là lưu ý điều này. Nhưng mà cũng một điểm cộng đó là khi mà chúng ta kể cả chơi game hay là chúng ta làm những cái tác vụ nhiều khiến cho phần pin của chúng ta nóng lên, thì nó sẽ chỉ nóng duy nhất ở cái mặt có cái phần pin là mặt đằng sau này thôi, và không hề bị nóng phần kê tay, cực kỳ là mát mẻ, không hề bị ảnh hưởng như thế nào. Đây chính là một cái điểm cộng của chiếc laptop này, và nó sẽ không gây ra khó chịu cho cái trải nghiệm người dùng. Chúng ta sẽ có một chiếc màn hình full độ phân giải, đó là Full HD, có tấm nền IPS với 8 bit, và mình thấy 8 bit cũng tương đối là ổn để cho các bạn có thể sử dụng được rồi. Và về phần giải màu thì nó sẽ là một giải màu 100% sRGB. Tuy nhiên, đối với những cái giải màu rộng hơn như là Adobe RGB thì mình cũng không có thông tin nhiều từ hãng. Nhưng tuy nhiên thì nó vẫn sẽ đáp ứng đủ cái nhu cầu làm việc cơ bản cũng như là chơi game của các bạn. Hình ảnh hiện lên vẫn tương đối là sống động. Và độ sáng của em này thực sự là một điểm khá là đáng khen đấy, bởi vì độ sáng của em nó dao động từ khoảng là 350 cho đến 360 nits, rất là sáng và có thể phục vụ tốt cho cái việc mà các bạn đi ra ngoài làm việc ở môi trường có cường độ ánh sáng cao ở bên ngoài, cộng thêm với tấm nền IPS nữa thì đúng là hoàn hảo. Và chiếc màn hình này thì sẽ có khả năng gập mở lên đến là 180 độ như thế này luôn. Đúng là một chiếc máy để phục vụ cho công việc, để có thể trao đổi thông tin với đối tác ngồi đối diện mà chúng ta không cần phải xoay máy hay là những thao tác nó quá là phức tạp cồng kềnh. Với màn mỏng như thế này, chúng ta vẫn sẽ có webcam được trang bị cho chiếc Gigabyte U4 này. Chiếc webcam này thì cũng đặt để ở một vị trí mà mình thấy tương đối hợp lý, đó là đặt ở bên trên đầu máy này, chứ không phải là đặt ở bên dưới để chúng ta có thể nhìn hết, thấy hết toàn bộ nọng rồi những cái điểm xấu xa trên gương mặt của mình, đúng không? Và cái việc mở máy này cũng khá là dễ, các bạn có thể nhìn thấy cái phần lồi ở đây, nó sẽ giúp cho là chỗ để của webcam, và cộng thêm nữa là cái việc mà chúng ta mở chiếc máy lên nó cũng dễ dàng hơn. Một chiếc webcam với độ phân giải là HD. Đây là với điều kiện studio của mình đã setup ánh sáng khá là đầy đủ rồi, thậm chí là có những cái ánh sáng màu bên ngoài nữa, thì mình thấy mình bị thuyết phục bởi chiếc webcam này, bởi vì mình thấy mình rất là đẹp ở trên này. Còn với những cái điều kiện mà trong nhà mà không có những cái ánh sáng đầy đủ thì mình nghĩ là nó sẽ bị noi một xíu thôi. Còn về màu sắc thì như mình nói lúc nãy nó cũng sẽ tương đối là đẹp mắt. Còn nếu mà các bạn mang ra ngoài thì đương nhiên rồi, ánh sáng ở bên ngoài sẽ thừa sức để làm cho các bạn sáng bừng lên trong cái webcam này. Còn về mic thì sao, mọi người nghe thấy giọng mình như nào, có giống giọng mình ở bên ngoài không? Chắc là cũng sẽ xem thôi đúng không? Bởi vì là mình nghĩ là trong webcam thì mình sẽ đánh giá cao về mặt hình ảnh hơn là về mặt âm thanh. Nó sẽ chuyển âm thanh tốt là được, bởi vì chắc không có chiếc mic nào tệ đến mức độ là mà méo mó tiếng của mình hay biến tiếng của mình thành tiếng bằng âm, đúng không? Điểm tiếp theo mà mình muốn nói đến ở chiếc Gigabyte U4 này thì đó chính là về phần bàn phím, một chiếc bàn phím với layout thanh keyless. Và mình thấy cái bố cục nó tương đối là hợp lý với một cái khung máy 14 inch như thế này. Phím bấm nó không bị quá to quá nhỏ, và cái khoảng cách giữa các phím nó cũng không bị quá là sát nhau, nó vẫn có cái khoảng thở và chúng ta thao tác một cách dễ dàng. Hành trình phím cũng tương đối là sâu và phím bấm chắc tay, và đặc biệt là phím sẽ có thêm đèn nền wireless cho các bạn nữa. Mình rất là thích cái dãy phím phụ F này, bởi vì nó có khá là nhiều cái những cái trang bị mới mẻ. Ví dụ như những cái điều quen thuộc như là cái việc tắt trackpad là FNF1 này, hay là tắt loa là FNF3, rồi tăng giảm độ sáng của đèn LED phím đó là FNF4. Thì mình còn thích một cái điểm nữa tương đối là bảo mật cao, và nó sẽ có ở trong những cái chiếc laptop doanh nhân, đó chính là FNF10 để có thể tắt được camera luôn, là các bạn sẽ không thể vào phần ứng dụng của camera để có thể bật lên được nữa. Và cái phím này nó sẽ thể hiện độ bảo mật tương đối cao và nó sẽ phù hợp với những người dùng là những doanh nhân, để tránh bị lộ thông tin hay là theo dõi khi mà chúng ta có thể truy cập được vào camera. Chiếc Gigabyte U4 này tuy rất là nhỏ nhưng mà nó có sẽ đầy đủ, gần như đầy đủ các chuẩn kết nối hiện nay, và nó chỉ thiếu mỗi mạng LAN thôi. Và các bạn bắt buộc phải bắt bằng Wi-Fi, nhưng mà Wi-Fi của em nó cũng sẽ là Wi-Fi 6, và sẽ cũng là chuẩn Wi-Fi nhanh nhất hiện nay rồi. Với mặt bên trái của chiếc Gigabyte U4 này, chúng ta sẽ có rác để cắm nguồn này, một cổng HDMI này, một cổng USB 3.2 này, và một cổng Thunderbolt 4 để có thể hỗ trợ cho các bạn những cái tác vụ như là truyền dữ liệu này, xuất hình này, sạc nhanh các thiết bị khác. Rồi, đến cổng mặt bên phải nhá, chúng ta sẽ có một cổng USB 3.2 nữa, một jack cắm tai nghe hoặc là micro, cổng đọc thẻ nhớ microSD, và chúng ta sẽ có một nút nguồn không còn nằm trên layout bàn phím mà nó sẽ nằm ở bên cạnh máy như thế này. Điều mà các bạn có lẽ quan tâm một chút đến các phần mềm thì chúng ta có thể quan tâm đến Control Center. Nhưng mà mình đánh giá là cái thiết kế của cái Control Center này thì trông khá là gaming, nó màu tím. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ tham quan qua cái phần điều chỉnh về cái chế độ đây. Như Quiet thì nó sẽ giúp cho cái quạt của chúng ta kêu nhỏ hơn. Còn nếu các bạn bật Performance thì nó gần như là mở khóa hết tất cả các hiệu năng, và sẽ giúp cho chiếc máy của chúng ta đạt một cái hiệu năng tối ưu nhất. Nhưng mà bù lại thì chiếc quạt gió cũng sẽ kêu rất là to.
Ngoài ra thì nó còn có những cái chức năng khác, ví dụ như là power saving, là đẩy cho giống như cái tên chip của nó là chip G, sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm năng lượng này, entertainment và giải trí này. Đây các bạn có thể để ẩn hiện led này, rồi nó sẽ có từng cái chế độ, hoặc là các bạn có thể chèn hiệu ứng khi mà các bạn mở máy luôn. Và thậm chí là trong cái led này nó còn điều chỉnh luôn cả độ sáng của màn hình nữa. Pin của em Gigabyte U4 này thì chỉ có dung lượng là 36Wh thôi, tương đối là nhỏ. Trong khi các bạn cũng đã thấy khi mà mình mở máy ra để xem cái khả năng nâng cấp thì cũng còn khá là nhiều cái diện tích để có thể chứa một cái viên pin lớn hơn chẳng hạn. Thế không biết lý do nào mà nhà sản xuất lại chọn một viên pin nhỏ như vậy. Chính vì thế mà cái thời gian sử dụng những cái tác vụ hỗn hợp liên tục của mình test vài ngày qua thì mình thấy nó sẽ dao động khoảng cỡ 4 tiếng thôi. Đây là những tác vụ mà không phải chơi game nha, những như là lướt web, lướt Facebook, TikTok, YouTube, rồi là làm việc Word, Excel, PowerPoint bình thường á. Nhưng mà bù lại, một điểm cộng đó chính là cái khả năng sạc nhanh. Các bạn có thể lên từ 0 cho đến 45% chỉ trong khoảng 30 phút thôi. Mình cảm thấy cái điều này là đúng. Thì nó sẽ là một điểm, vừa là điểm cộng vừa là điểm trừ. Nhưng mà thôi, chiếc máy này hướng đến những cái đối tượng là văn phòng và người dùng cơ bản mà. Thì mình nghĩ là cái chiếc Vinpin này sẽ đáp ứng vừa đủ những cái nhu cầu làm việc của mọi người. Tổng kết lại thì mình đang nói đến một chiếc Gigabyte U4, một chiếc laptop văn phòng cực kỳ mỏng, cực kỳ nhẹ, phải dùng từ cực kỳ mới đúng. Và mình hoàn toàn bị thuyết phục bởi cái ngoại hình của em, nó rất là phù hợp kể cả với nam và nữ. Nó sẽ mang một phong cách thiết kế tương đối hiện đại và nó thuận tiện để cho các bạn có thể mang đi mang lại ở những cái vị trí rồi những nơi làm việc khác nhau, và nó vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu giải trí ở mức cơ bản thôi nhá, nhỏ thôi, để thỉnh thoảng chúng ta stress công việc quá thì chúng ta làm một vài ván game liên minh điện thoại vân vân, như thế cũng khá là ổn. Link sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả cho các anh em nào quan tâm. Và các anh em thấy sao về một chiếc laptop mỏng nhẹ như thế này ạ? Thì mọi người hãy để lại comment ở dưới video này nhé. Rất là mong sớm gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận giờ phút này. Xin chào và hẹn gặp lại.